Chúng ta đang thực tập dòng thiền nguyên thủy của Đức Phật Vipassana. Đức Phật và tăng đoàn nguyên thủy của Đức Phật đã từng thực tập cái phương pháp này và đã đạt tới trí tuệ, đạt tới sự giác ngộ, vượt thoát phiền não, đạt tới sự tự do tuyệt đối. Và dòng thiền này được lưu giữ rất là kỹ lưỡng trên 26 thế kỷ qua tại các nước Miến Điện, Tích Lan hay là Thái Lan. Và hôm nay chúng ta có may mắn được tiếp nhận dòng thiền này. Và Vipassana nó có nghĩa là nhìn vào sâu một đối tượng bằng một cái lối nhìn đặc biệt. Vậy thì cái công việc của chúng ta trước hết đó là học cách nhìn vào bên trong trước. Thông thường thì chúng ta hay nhìn ra bên ngoài, hướng tâm ra bên ngoài, chú ý chụp bắt các đối tượng ở bên ngoài. Chúng ta nhận xét, chúng ta đánh giá, chúng ta phòng thủ, chúng ta phản ứng, chúng ta tự vệ, chúng ta đáp trả, chúng ta thể hiện, chúng ta chứng tỏ, chúng ta muốn chứng minh, chúng ta muốn làm đẹp lòng người khác, vân vân. Tất cả những cái thái độ đó đều là hướng ra bên ngoài. Trong khi có một cái thứ nó ở bên trong, nó điều khiển chúng ta, nó làm cho phẩm chất đời sống của chúng ta cao hay là thấp, chất lượng hay là không có chất lượng, khổ đau hay là hạnh phúc, mà chúng ta gần như là không biết đến, không có nhiều kiến thức, không hiểu hết trái tim của mình. Đó là chưa kể là trong trái tim của chúng ta nó cũng có những cái vết thương. Có thể có những cái vết thương từ thời ấu thơ, từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, mà nó vẫn chưa được chăm sóc kỹ lưỡng, vẫn chưa được chúng ta hiểu nhiều về nó. Chúng ta không hiểu hết cái cách thức vận hành của vết thương của mình, khi nào nó hoạt động, tại sao nó lại đến một cách rất là đột ngột như vậy, nguyên nhân nào dẫn đến cái vết thương này. Và vết thương hoạt động trở nên mạnh mẽ trong những cái giai đoạn nào. Mà thật ra thì chúng ta cũng không có hiểu hết, hoặc là không có hiểu bao nhiêu về những cái tiến trình hoạt động của tâm thức của mình. Như là tại sao mình lại buồn, tại sao mình lại mau chán, tại sao mình lại đam mê một cái đối tượng có một vài cái đặc biệt trong mắt của mình, tại sao mình muốn buông xuôi tất cả để đi theo người đó, rồi tại sao mình lại chán người đó, tại sao mình lại trách móc giận hờn, tại sao mình hay đổ thừa, tại sao mình lại cô đơn, tại sao mình sợ cô đơn, tại sao mình luôn thường trực sống trong nỗi nghi kỵ và sợ hãi. Tất cả những thứ đó nó ảnh hưởng rất lớn tới phẩm chất đời sống của chúng ta. Mà thật ra nó quyết định nên cái hạnh phúc hay là khổ đau cho chúng ta. Nhưng mà những thông tin về sự vận hành tâm thức của mình, về tâm hồn của mình, về trái tim của mình thì chúng ta biết rất là ít. Vậy thì cái quá trình hành thiền, thiền Vipassana là một cơ hội để chúng ta được looking inward, quay vào bên trong, nhìn vào bên trong. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải nhìn ra bên ngoài để sống, để làm việc, để tương tác. Nhưng mà chúng ta cố gắng dành nhiều thời gian để quay vào bên trong. Hoặc là chúng ta tận dụng bất cứ lúc nào có thể để vừa hướng ra bên ngoài nhưng mà cũng hướng vào bên trong. Vừa tiếp xúc, vừa tương tác, nhưng mà mình biết được cái gì nó đang diễn ra
trong tâm hồn của mình. Tại sao khi mình nói chuyện với người này thì mình lại dễ thương, còn mình nói chuyện với người khác thì mình không có dễ thương bằng chẳng hạn? Tại sao khi mình tiếp xúc với người này là mình lại bực tức, dễ nổi giận, dễ cáu gắt, còn với người khác thì mình rất là khiếp sợ, mình không dám làm gì cả? Thì mình phải nhìn sâu vào bên trong thì mình mới thấy được. Còn nếu mà mình vẫn ngơ lơ, vẫn phớt lờ, vẫn không để ý gì với cái thái độ của mình, thì mãi mãi mình sẽ không hiểu gì về trái tim của mình. Và việc nắm giữ sự bình an và hạnh phúc, nó mãi mãi vượt ra khỏi tầm tay của mình. Tức là chỉ khi nào chúng ta hiểu được con tim của mình, hiểu được sự vận hành của cơ chế tâm thức, của cơ chế cảm xúc của mình, hiểu và vượt qua được. Hay nói đúng hơn là chỉ khi nào chúng ta hiểu hết những bóng tối, phiền não, vết thương trong lòng của mình và làm chủ được nó, thì chúng ta mới sống được với cái phần tinh túy, phần ánh sáng, phần tuyệt vời, cái chất thánh ở trong lòng của mình. Chừng đó chúng ta mới có bình an và hạnh phúc đích thực. Việc quay vào bên trong thật ra nó là một bản năng rất là tự nhiên của con người. Giá như mà từ hồi nhỏ tới lớn chúng ta được huấn luyện, được dạy dỗ lúc nào cũng nhìn vào bên trong, thay vì hướng ra bên ngoài để thể hiện, để chứng tỏ, để nắm bắt, thì chúng ta đã hiểu về bản thân mình từ rất lâu rồi. Và chúng ta đã có thể làm chủ được con người mình phần cơ bản nào đó rồi, chứ không phải tới giờ phút này mình rất còn chật vật, còn lận đận với những cái thói hư tật xấu, những cái cố tật phiền não, hay là những cái vết thương trong tâm hồn của mình. Thậm chí đến nỗi mình nghĩ rằng là con người là phải hướng ra bên ngoài, chứ hướng vào bên trong thì làm sao mà sống được. Mình không tin rằng con người có thể sống tốt khi mà con người quay vào bên trong. Con người thực tập thiền để quay vào bên trong nó có hơi khác với cái người hướng nội một chút. Người hướng nội là cái người không có muốn hướng ra bên ngoài để giao lưu, để kết nối, để mở rộng các mối quan hệ hay là khám phá thế giới xung quanh, mà họ thích ở yên một mình với chính họ. Và khi họ quay vào bên trong thì có thể là họ sẽ đồng nhất, họ sẽ trôi nổi với những cái cảm xúc trong lòng của họ. Có thể họ sống với sự cô đơn chẳng hạn. Còn một thiền sinh thì cũng quay vào bên trong, cũng hướng vào bên trong, nhưng mà họ có một cái công việc rất là nghiêm túc, rất là tích cực. Đó là một cái cuộc hành trình để khám phá, tìm hiểu, vượt qua những phiền não, những giới hạn của bản thân. Vậy thì quá trình hành thiền có nghĩa là quá trình học cách quay vào bên trong để hiểu, để thẩm thấu, để vượt qua chính mình. Và ngồi thiền chỉ là một phần của việc hành thiền mà thôi. Hành thiền, ngồi thiền là một cơ hội để mình ngồi yên xuống, tập dừng suy nghĩ, định tâm trên một đối tượng, nhưng mà mình chưa có thấy gì hết. Mình chỉ giữ tâm mình trên một cái đề mục cố định, để tâm mình nó đừng có chạy ngược, chạy xuôi, đừng có liên tưởng quá khứ hay là tương lai, để nó được ở yên trong hiện tại. Và trong cái phép phát triển định tâm, tức là khả năng chuyên chú, thì mình chỉ giữ cái tâm mình trên một cái đề mục nào đó, mà chúng ta thường được khuyến khích là chọn hơi thở. Và khi mình chuyên chú vào hơi thở, thì mình sẽ không còn biết cái gì xảy ra ở xung quanh mình nữa. Và lúc đó mắt mình đã khép lại, và mình đã quay vào cái thế giới bên trong. Mà thế giới bên trong của mình bấy giờ, trong cái phép định tâm, nó chỉ còn là một điểm. Đó là
cái phần cao nhất của cái thành bụng của mình khi mình phồng lên và xẹp xuống, hoặc là một cái điểm mà hơi thở đi vào đi ra nó chạm vào vành trong của lỗ mũi. Và khi định của mình nó đủ sâu và nó đủ mạnh rồi đó, thì cái điểm đó nó cũng không còn nữa. Nó chỉ có một cái trạng thái là mình giữ tâm liên tục trên một cái điểm, nó mờ dần. Và cái bức định sâu nhất của chúng ta có thể đạt được, đó là tạm thời trong giây phút đó, bản ngã được tan chảy, hòa nhập vào đất trời, vào năng lượng của đất trời, và có thể linh hay là kết nối được với các nguồn năng lượng xung quanh. Đó là mình hành thiền đúng cách. Và chỉ có thế thôi. Công năng của định, nếu mà nhiều hơn nữa đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm một cái việc quan trọng hơn trong quá trình hành thiền. Đó là nó giúp cho chúng ta, mỗi khi chúng ta muốn quan sát một cái đối tượng nào đó, thì nó giúp chúng ta quan sát thật lâu trên đối tượng đó mà không dễ dàng dời qua đối tượng khác hay là đề mục khác. Và nhờ định lực, nhờ cái công phu ngồi thiền nhiều đó, nó giúp chúng ta nhìn vào một đối tượng, nó nhìn được thấy nhiều lớp hơn là một cái người không có định lực, một cái người chưa từng luyện về định. Vậy thì công việc chính của một thiền sinh đó là học cách quan sát. Học cách định tâm chỉ là một phần nhỏ của việc hành thiền, còn học cách quan sát mới là việc quan trọng. Tiếng Anh mình có thể gọi là watching hay là observing hay là recognizing, tức là mình ngồi mình nhận ra, mình ngồi mình quan sát, mình ngồi mình ngắm nghía, ngồi mình thẩm nghiệm các đối tượng nó đang diễn ra trong cái tầm quan sát của mình. Mà thầy hay dùng cái từ là mình cũng giống như là một cái camera vậy. Cái sự quan sát của mình hay còn gọi là niệm hay là chánh niệm. Chánh niệm tức là mình quan sát trên một cái thái độ đúng đắn, thì mình cũng giống như là một cái camera. Và mình đặt cái camera đó, mình bắt đầu quan sát chính mình. Thì đầu tiên mình học cách quan sát những cái dễ nhất, đó là quan sát tướng đi, dáng đi, từng bước chân, từng động thái cử chỉ, từng ánh nhìn, từng cách mình đưa tay tới, rút tay về, tức là mình đều nhận biết hết. Tức là khi mình đưa tay tới nâng một chén trà, thì mình thấy cả một tiến trình cái tay đưa tới, là mình quan sát được cái tay mình thì rất là dễ, phải không? Tại mắt mình nhìn có nghĩa là mình đang quan sát được. Và mình rút tay về thì mình cũng quan sát được. Rồi mình nâng chén trà lên, rồi đặt chén trà xuống, mình quan sát được. Thì cái đó là mình đang xây dựng cho mình một khả năng quan sát những gì đang diễn ra, hay còn gọi là xây dựng niệm lực, mindfulness power. Và Đức Phật dạy chúng ta nên tập bài tập này cho thật là thuần thục, học cách quan sát chính mình trên cơ thể của mình, cơ bản trong bốn uy nghi: đi, đứng, ngồi và nằm. Mặc dầu là đây là chỉ là bốn cái uy nghi, bốn cái dáng, bốn cái động thái cơ bản thôi, chúng ta có thể triển khai phát triển trên những cái động thái khác. Và sau đó Đức Phật dạy chúng ta học cách quan sát những cái lớp sâu hơn, gọi là feeling, tức là những cái cảm giác của mình. Thí dụ quý vị đang ngồi như vậy, quý vị hãy quan sát thân của mình đi, tức là không cần mở mắt ra nhìn mình mới quan sát được. Mình cứ ngồi yên thì mình tự cảm nhận được đôi vai của mình như thế nào. Mặc dù là mình không cần phải nhìn đôi vai thì mình vẫn cảm nhận được đôi vai của mình như thế nào. Rồi quý vị ngồi cảm nhận đôi tay của mình nó đang thả lỏng hay là đang căng thẳng. Rồi lòng bàn tay này để trên lòng bàn tay kia, hay là cái tay mình đang thả lỏng tự do, cái tay mình đang co quắp lại, thì mình đều biết hết. Rồi mình biết luôn cái cột sống mình có thẳng đứng hay không. Rồi mình biết luôn cái chân nào đang để trên bắp chân nào, đầu gối mình có chạm xuống sàn hay không. Rồi cổ mình đang có dựng thẳng đứng hay không, hay là chồm tới phía trước, hay là quẹo qua một bên. Mình đều biết hết. Mình biết có nghĩa là mình đang quan sát được chính mình
Quá trình hành thiền là quá trình xây dựng lại cái tính biết, cái khả năng biết. Mà biết ở đây đó là biết về chính mình trước. Có thể sau đó chúng ta sẽ học cách để biết các đối tượng xung quanh, thế giới xung quanh mình. Nhưng mà trước tiên chúng ta học cách để mà biết về chính mình. Có nhiều khi mình tưởng là mình biết về mình rồi, nhưng mà thật ra là mình chưa biết về mình bao nhiêu hết. Mà đôi khi mình còn cho rằng là mình đã biết luôn cả, hiểu luôn cả những người sống xung quanh mình. Nhưng mà những cái biết, những cái hiểu, những cái thấy đó có thể nó chỉ đúng một phần nào, hoặc thậm chí là không chính xác gì cả. Cho nên chúng ta bắt đầu ngồi xét lại tất cả những cái thấy, những cái hiểu, những cái biết trước giờ của mình. Và đặc biệt là những thông tin về bản thân của mình cần phải nắm cho chính xác, thì mình mới có thể phát triển được những cái giá trị chiều sâu trong tâm hồn của mình. Và mình mới có thể chữa lành được cái vết thương trong tâm hồn của mình, hoặc là chuyển hóa được những cố tật phiền não của mình. Và để có thể làm được những điều đó thì Đức Phật khuyên chúng ta không có nên đường đột mà đi vào thăm dò cái hang ổ bản ngã của mình. Nơi đó có thể có rất nhiều quái thú ở trong đó, có rất nhiều bóng đen, có rất nhiều năng lượng tiêu cực, có rất nhiều rắc rối, có thể làm cho mình choáng váng, sụp đổ và thậm chí là bị sốc nữa. Cho nên chúng ta phải tập tiếp cận từ từ. Mặc dầu trong tâm hồn chúng ta nó không chỉ là những thứ đó, nhưng mà trong một cái lần nào đó mà mình nhìn sâu vào trong tâm hồn, có thể vô tình mình tiếp xúc vào những cái bóng tối đó, thì mình sẽ rất là hoảng sợ mà mình sẽ bỏ cuộc. Cho nên là học cách quay về để tiếp cận những cái lớp cạn trước. Như đã nói là đầu tiên là cơ thể của mình, cho nên trong nhà thiền gọi là quán thân, awareness of the body. Rồi lớp kế tiếp gọi là quán thọ, là awareness of the feeling, tức là quan sát những cái dòng cảm thọ của mình. Thì khi quý vị đang ngồi ở đây, quý vị hãy thử nhắm mắt lại và mình quan sát xem cái dòng cảm thọ của mình như thế nào. Hồi nãy là mình đã học cách quan sát về thân thể rồi, cái dáng ngồi của mình, từng bộ phận trên cơ thể như thế nào rồi, mình biết rất rõ. Thì bây giờ mình sẽ biết thêm một cái lớp sâu hơn, đó là feeling của mình. Mình đang có một cái feeling good hay là feeling bad, một pleasant hay là một unpleasant, một cảm giác dễ chịu hay là một cảm giác khó chịu, hay chỉ là một cảm giác neutral, tức là trung tính, không dễ chịu cũng không khó chịu, nó lưng lửng thôi. Và quý vị cố gắng về nhà để tiếp tục bài thực tập này. Mình nên dành ra vài phút, trong nửa giờ hay là 45 phút thiền tọa, để mình nhìn sâu vào những cái dòng cảm thọ của mình, bất cứ lúc nào cũng được. Không cần phải trước khi ngồi thiền hay là sau khi ngồi thiền, mà bất cứ lúc nào mình cũng muốn kiểm tra một lượt, xem là mình đang ở trong cái dòng cảm thọ nào. Tại cái dòng cảm thọ đó nó quyết định nên cái thái độ kế tiếp của mình, phẩm chất đời sống của mình. Mình thường chìm vào một cái cảm giác nào đó. Khi mình có một cảm giác dễ chịu là mình chìm sâu vào cái cảm giác dễ chịu. Và mình muốn kéo dài cái cảm giác dễ chịu đó. Và khi cảm giác dễ chịu đó kết thúc á, thì mình chơi với, mình lạc lõng, mình cảm thấy hụt hẫng. Và mình có khuynh hướng đi tìm một cảm giác dễ chịu kế tiếp. Thí dụ mình nói chuyện với một cái người dễ chịu xong, người đó đứng lên, người đó đi mất, thì mình phải tìm một cái người dễ chịu khác để nói chuyện tiếp. Tại vì mình muốn kéo dài cái cảm giác dễ chịu đó. Hoặc là mình bóc điện thoại lên, mình gọi một cái người mà mình tin rằng khi mình nói chuyện với người này thì mình sẽ gặt hái được một cảm giác rất là dễ chịu. Hoặc là mình bật tivi lên, mình bật internet lên, mình mở tủ lạnh ra, hoặc là mình làm bất cứ một cái gì đó để
để cho mình một cái cảm giác dễ chịu. Và chúng ta thường có khuynh hướng cũng chìm vào những cái cảm giác như là buồn, cô đơn, lạc lõng, và bị cuốn trôi vào những cái cảm giác đó hồi nào không hay. Mặc dù những cảm giác đó rất là khó chịu, nhưng mà mình có một cái thú rất là kỳ lạ, gọi là thú đau thương. Cho nên mặc dù biết mình đang đối diện với một cảm giác rất là khó chịu, thậm chí rất là đau nhức, nghe bolero thì rất là tê tái, nhưng mà vẫn cứ nghe. Tại vì nó có cái đau đớn, nhưng mà nó cũng có cái đã ở trong đó. Cho nên là mình đối với những cái cảm giác dễ chịu thì mình lại cũng có hai cái khuynh hướng. Một là mình cũng chìm vào những cái cảm giác khó chịu đó. Có thể là nó không có quá khó chịu, nó vẫn còn chứa một cái chút dễ chịu ở trong đó. Và cái khuynh hướng thứ hai là mình hay có thái độ là loại trừ hay tránh né những cái cảm giác khó chịu. Thì khi chúng ta học thiền thì chúng ta học một cái thái độ mới, đó là không chạy theo những cảm giác dễ chịu, và cũng không loại trừ hay là chống đối những cảm giác khó chịu. Thì đó là trạng thái gì? Chẳng phải con người là nên luôn cố gắng tìm kiếm những cảm giác dễ chịu và tránh né càng xa càng tốt, loại trừ càng nhiều càng tốt những cảm giác khó chịu hay sao? Đức Phật nói không. Con người còn một khả năng lớn hơn rất nhiều. Không nhất thiết lúc nào cũng nên chạy theo những cảm giác dễ chịu. Thì lúc nào bạn muốn chạy theo thì bạn cứ chạy. Nhưng mà bạn phải hiểu một điều rằng mọi cảm giác đều là vô thường. Bạn rượt đuổi là đã kiệt sức rồi. Bạn nắm bắt được, nó tan biến rất nhanh. Nó để lại trong lòng của bạn sự nghiện ngập, một sự hy vọng chờ đợi một cảm giác kế tiếp. Bây giờ bạn thử quấn vào một cái người nào đó bạn ưa thích đi. Họ trìu mến bạn, họ mân mê bạn, cho bạn một cảm giác dễ chịu, rồi họ ngưng. Rồi bạn chịu nổi không? Tiếp nữa đi. Rồi người đó sẽ làm tiếp, và mình cho mình một cái cảm giác dễ chịu kế tiếp. Rồi người đó ngưng. Hỏi sao ngưng? Sao làm hoài nói? Cho nên khi bên đó ngưng, bên đó không tiếp tục cung cấp cho chúng ta một cảm giác dễ chịu nữa, thì chúng ta chơi vơi, lạc lõng, và tìm cách để mà nắm bắt tiếp, cấu cào, đòi hỏi bằng hình thức này hay là hình thức khác, bằng thô hay là tế, để mình tiếp tục có được cái cảm giác dễ chịu đó. Và tất cả những cảm giác dễ chịu từ những đối tượng khác trên cuộc đời này đều là như vậy cả. Từ thực phẩm cho tới y phục, tới trang sức, cho tới những tiện nghi vật chất hay là những tiện nghi về tinh thần, như là danh dự, sự kính trọng, sự ngưỡng mộ, đều đưa tới một cái kết quả chung, đó là mang lại một cảm giác dễ chịu cho chúng ta. Và chúng ta càng rượt đuổi theo cảm giác dễ chịu thì chúng ta càng đánh mất chính mình. Chúng ta càng trở nên kiệt sức, càng trở nên yếu đuối và mất tự tin vào bản thân. Đức Phật nói bạn hoàn toàn có thể làm khác đi. Trước hết là bạn hoàn toàn có thể tự tạo cho mình một cảm giác dễ chịu bởi những cái năng lượng, bởi những đối tượng lành tính để tạo ra những cái năng lượng lành tính. Thí dụ bạn có thể chơi thể thao một mình, bạn có thể đi bộ một mình, bạn làm vườn, bạn có thể ngồi đọc sách, có thể ngồi nhâm nhi với chén trà hay là chén cà phê, có thể ngồi trong một cái buổi chiều nhạt nắng, nhìn mây bay. Tất cả những đối tượng đó nó không có tạo cái sự nghiện ngập cho bạn, nhưng nó mang lại cho bạn những cảm giác dễ chịu, nhưng mà nó lành tính. Nó không đưa tới cái sự nghiện ngập, nó không đưa tới cái sự hủy diệt, mà nó đưa tới cái sự nuôi dưỡng. Và rồi Đức Phật nói những cảm giác dễ chịu đó nó cũng vẫn là một sự vay mượn. Bạn vẫn có thể tự tạo thêm một cái cảm giác dễ chịu khác. Nó đến từ trong tâm hồn của bạn, đó là bạn trở về an trú nơi chính mình. An trú tức là bằng lòng ở yên trong giây phút hiện tại, không tìm kiếm nữa, không mong chờ một cái gì hấp dẫn xảy ra nữa. Bằng lòng, hài lòng với tất cả những gì mình đang có, hài lòng với hơi thở,
hài lòng với sự an trú, sự bình an, hài lòng với giây phút này, ít nhất là vài phút, không mong cầu, không chờ đợi, không hy vọng, thì bạn gặt hái được trạng thái bình an. Trạng thái đó làm cho bạn có một cảm giác rất là dễ chịu. Và cảm giác dễ chịu này, bạn muốn lúc nào nó cũng có thể có cho bạn. Bạn không cần phải chờ đợi hy vọng. Bạn không cần phải vay mượn, bạn không cần phải trả giá cho cái việc gặt hái những cảm giác dễ chịu. Vậy thì Đức Phật khuyến khích chúng ta bớt hay là buông bỏ được càng nhiều càng tốt cái việc rượt đuổi tìm kiếm những cảm giác dễ chịu từ bên ngoài, mà quay về khơi dậy khả năng tự tạo cảm giác dễ chịu bên trong của chính mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thay vì chúng ta sống theo bản năng là luôn phản kháng lại, luôn loại trừ, luôn chống đối những cái gì nó đem lại những cảm giác khó chịu cho chúng ta, thì Đức Phật lại khuyên chúng ta là hãy cố gắng học cách chấp nhận những cảm giác khó chịu càng nhiều càng tốt. Tại sao? Tại vì cuộc đời này đó, nó mang đến cho chúng ta rất nhiều những cảm giác dễ chịu, nhưng đồng thời nó cũng đưa đến chúng ta rất nhiều những cảm giác khó chịu. Cuộc đời là một tập hợp của những điều như ý và bất như ý. Nếu mà mình chỉ có chấp nhận những cái điều như ý thôi, thì khi những điều bất như ý tới thì mình sẽ phản ứng, và khổ đau nó bắt đầu từ cái sự phản ứng đó. Còn nếu mà mình chấp nhận được nó, mà Đức Phật nói cái sự chấp nhận của con người là vô cùng, là vĩ đại, là mênh mông lắm, nếu con người biết cách luyện tập. Và đối với một cái điều bất như ý mà mình chấp nhận được nó đó, thì nó không còn là khổ đau nữa. Bất như ý nó chỉ là bất như ý thôi. Nhưng nếu mình bỏ thêm một cái thái độ tôi không chấp nhận cái điều bất như ý này, hay là tôi muốn loại trừ, tôi muốn tránh né cái điều bất như ý này, thì khổ đau nó mới hình thành. Vì xin nhớ cho, khổ đau là phản ứng của chúng ta, chứ không phải là cái từ trên trời rơi xuống hay do ai đưa tới. Người khác chỉ trao cho chúng ta một cái điều bất như ý, nhưng họ không bao giờ trao cho chúng ta một cái khổ đau được. Khổ đau là sự chọn lựa của chúng ta. Nếu chúng ta chọn lựa cái cách gọi là phản ứng lại hay là không chấp nhận, thì khổ đau sẽ xuất hiện. Còn nếu chúng ta chọn chấp nhận, mở lòng ra chấp nhận cảm giác dễ chịu này, cho nó đồng hành với mình một giai đoạn, một thời gian, thì những điều bất như ý đó nó chỉ là những điều bất như ý. Và theo bản chất của tự nhiên, của vô thường, những điều bất như ý kia sẽ từ từ héo hon tàn tạ và biến đi, và còn lại cho trong tâm hồn chúng ta một khả năng chịu đựng bền bỉ, kiên cường hơn. Và thậm chí ngay khi mà mình chấp nhận được những cái điều bất như ý, thì mình vẫn có thể có hạnh phúc được, chứ không nhất thiết là phải loại trừ được những điều bất như ý, hay là đợi những điều bất như ý nó tan biến đi thì mình mới có hạnh phúc. Cái khả năng con người là như vậy. Cho nên Đức Phật nói đừng có cố gắng tránh né, đừng có cố gắng loại trừ, mà học cách đương đầu để chấp nhận với những điều bất như ý. Và đó có thể là con đường duy nhất để giúp cho chúng ta vượt thoát được khổ đau. Tại vì chúng ta sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ thoát khỏi những điều bất như ý trong cuộc đời này. Chúng ta chỉ có thể sắm cho mình một đôi giày thật là tốt để đi trên mọi chông gai của cuộc đời, thay vì cố gắng dẹp bỏ những chông gai. Không bao giờ dẹp bỏ hết được. Và tại vì chông gai của cuộc đời có lúc mình có thể dẹp bỏ được, nhưng chông gai ở bên trong mình, những con quái thú bên trong mình, mình chạy tới đâu là nó rượt đuổi tới đó. Mà một trong những con quái thú đó là gì? Là sự chống đối kịch liệt đối với những điều trái ý với mình. Vậy thì chúng ta là một thiền sinh,
chúng ta có một cái khả năng đặc biệt, đó là chúng ta lùi lại để quan sát những gì đang diễn ra xung quanh mình và bên trong của mình, thay vì mình nhập bọn, mình đồng nhất với nó. Và chiều hôm nay chúng ta sẽ có một bài pháp thoại nói về cái việc lùi lại quan sát mà không đồng nhất. Và khi mà mình ngồi yên tĩnh tọa thì mình thấy có rất là nhiều thứ đi ngang qua tâm thức của mình. Thậm chí mình cảm thấy rất là sợ hãi. Mình tưởng là mình hành thiền sai cách hay như thế nào đó, mà trong tâm mình có quá nhiều sự vọng động, có quá nhiều cái tiếng thì thầm, cái tiếng gầm rú, nó làm cho mình không có yên được. Thì đối với một người hành thiền, một thiền sinh hành thiền đúng cách, thì mình học cách ngồi đó để quan sát những gì đang diễn ra mà không có phản ứng nữa. Trước đó đã phản ứng nhiều rồi thì trong khi ngồi thiền thì mình không có phản ứng nữa. Tập ngồi mà không phản ứng, ngồi chỉ để quan sát, để biết cái gì nó đang diễn ra thôi. Cái đó là quan trọng. Mà nếu mình là một thiền sinh giỏi thì mình biết sớm hơn, nhận diện kịp thời, recognize, tức là tôi nhận diện được một cơn giận nó đang le lói trong tâm của tôi. Trịnh Công Sơn có câu là đôi khi thấy trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi. Cái đó là giỏi rồi đó. Nhưng mà đôi khi mình có thấy được trong mắt mình nó cũng có một cái bóng tối nhỏ nhoi hay không? Đó là cái sự thiện xảo, cái sự tinh nhuệ, cái sự thuần thục trong việc quan sát hành thiền của mình. Nếu mình hành thiền mình chỉ tập trung vào một đề mục để mình giữ cái tâm mình kiên định trên đó, để mình không biết cái gì xảy ra trong thực tại, mà chỉ có vậy thôi thì mình đâu có cần hành thiền đâu. Tại vì mình là một con người, một thực thể sinh động màu nhiệm, mình cần phải được nói năng, mình cần phải được chia sẻ, mình cần phải được tương tác, mình cần phải được vận động, mình cũng phải mưu sinh chứ, mình còn phải yêu thương nữa. Cho nên cái trạng thái ngồi yên bất động, chú tâm trên đề mục, xin nhớ cho, chỉ là một phần của việc hành thiền thôi. Còn người thiền sinh đó, đó là học cách cũng sống một đời sống như bao nhiêu người đang sống, nhưng mà với một cái thái độ sống đặc biệt hơn. Đó là sống trong tỉnh thức, sống có nhận diện, có quan sát được những gì đang diễn ra bên trong và xử lý nó một cách đúng đắn nhất, để không tiếp tục làm nô lệ của phiền não, để được sống trong vùng ánh sáng của trí tuệ, của sự minh triết nhất của con người. Vậy cho nên là chúng ta bắt đầu tập tành khả năng lùi lại để quan sát những gì đang diễn ra. Và khi mình ngồi thiền thì mình thấy rất rõ là có rất nhiều dòng cảm thọ. Cái từ cảm thọ là cái từ người xưa hay gọi, bây giờ mình gọi là cảm giác, feeling, nó đi ngang qua mình. Và sau những cái lớp đó nó còn những cái lớp khác kinh khủng khiếp hơn nữa. Đó là những cái tiếng gầm rú, những cái khát khao, những cái hy vọng, những cái mong chờ, những cái bực tức, nó nằm tầng tầng lớp lớp bên trong. Bắt đầu nó có cơ hội, nó tuôn chảy ra. Mà thật ra là hằng ngày trong đời sống, những cái năng lượng tiêu cực đó, những con quái thú đó, nó vẫn hoạt động, nó vẫn chi phối vào phẩm chất đời sống của mình. Nó điều khiển mình nói năng hay là hành động mà mình không biết đó thôi. Và khi mình hành thiền, mình lùi lại, mình nhìn, thì mình mới bắt đầu biết. Mới bắt đầu biết tâm thức mình nó hoạt động dữ dội như vậy. Những vọng động trong người mình là khủng khiếp như vậy. Những rác rến trong tâm hồn mình là quá nhiều như vậy. Cho nên quý vị đừng có sợ hãi khi mình ngồi thiền mà mình thấy quá nhiều thứ. Và trong khi mình ngồi thiền, mình lùi lại, mình nhìn vào trong nội tâm của mình, thì mình thấy có những cái phản ứng. Thí dụ khi mình chú ý trên hơi thở thì mình có một cái thái độ, đó là muốn điều khiển hơi thở theo cái ý của mình. Mình muốn nó dài đi, mình muốn nó ngắn lại, mình muốn nó mịn màng, mình muốn nó đi theo cái cách của mình.
Thì từ đó mình mới suy ra là hằng ngày trong đời sống mình cũng rất thường hay điều khiển con người của mình theo một cái cách nào đó, chứ ít khi nào mình để cho nó tự nhiên. Tại vì cuộc sống, cái xã hội, cái văn hóa con người đặt ra là lúc nào chúng ta cũng phải cover up, phải che đậy những cái yếu kém, những cái dở tệ. Và đặc biệt nếu mà bạn có vết thương thì bạn phải giấu nó vào bên trong, bạn không được cho nó tràn lấp ra bên ngoài để gây ảnh hưởng cho người khác. Bạn chỉ được thể hiện những cái điều tốt đẹp thôi. Bạn phải lúc nào cũng mỉm cười tươi như hoa. Bạn thấy các cô tiếp viên hàng không không? Tôi mới đi cái chuyến từ Hà Hoài về, đi cái chuyến của Đại Hàng, thấy các cô tiếp viên hàng không lúc nào cũng cười tươi như hoa, thiệt là nể phục. Và tôi tự hỏi là trong lòng của cô lúc ấy nó có tươi thật không, hay là huấn luyện tươi riết rồi nó tươi thôi, và nó được quy định từ giờ đó tới giờ đó là nó tươi, và hết cái giờ đó thì nó bắt đầu nó héo, mà nó héo một cách tàn tạ luôn. Tại vì mình phải rút hết năng lượng ra để mình tươi mà, để mình cười á. Và chúng ta được sống quá lâu trong cái văn hóa là tốt thì khoe, xấu thì che. Cho nên những cái gì mà được cho là xấu đó, tôi nói là được cho là xấu chứ chưa chắc là nó xấu, thì mình phải ém vào bên trong, phải đè nén. Tại vì nếu mình bộc lộ ra bên ngoài thì người khác sẽ nhìn thấy, và khi họ nhìn thấy thì họ sẽ cười chê, họ sẽ đánh giá, họ sẽ nhận xét, họ sẽ có một thái độ coi thường mình, vì mình không muốn đón nhận những cảm giác đó, vì mình không muốn bị coi thường, vì mình luôn muốn mình có điểm đẹp, điểm hay trong mắt người khác, cho nên mình cố tình chỉ thể hiện ra những điều tốt đẹp ra bên ngoài mà thôi. Như vậy có phải là chúng ta đang lừa dối lẫn nhau không? Tức là chúng ta ngầm cho người kia hiểu rằng chúng ta chỉ có những cái ưu điểm đó thôi. Nếu bên kia là một cái người non nớt, non cơ, nhẹ dạ, thì họ có thể tưởng chúng ta chỉ là những cái ưu điểm đó. Và tới khi sống chung với chúng ta thì họ mới bật ngửa, giải đành đạch, sùi bọt mép, là tại vì không ngờ rằng ở bên trong của hắn có quá nhiều quái thú. Và cái đau đớn hơn đó là khi chúng ta quay trở về với chính mình sau một mất mát, tổn thất, sau một biến cố nào đó, hoặc là khi hành thiện, mình ngồi đối diện thường trực với chính mình thì mình sững sờ nhận ra là ở bên trong của mình có quá nhiều bóng tối, có quá nhiều chất độc, có quá nhiều cái sự toan tính, có quá nhiều cái sự độc ác nhỏ nhồi ở bên trong. Nó có và nó âm thầm chi phối mỗi ngày trong đời sống mà mình tưởng là mình không có. Thì Đức Phật nói hiểu không đúng về người khác hay là các đối tượng xung quanh thì vẫn còn có cơ hội để hiểu lại. Nhưng mà hiểu sai về chính mình thì ít có cơ hội để được hiểu lại. Tại vì chúng ta thường tin chắc mẻm rằng không có ai hiểu mình bằng chính mình cả. Nhưng mà nhiều khi mình hiểu rất sai về chính mình. Các nhà khoa học ở cuối thế kỷ 20 đã phát biểu là những gì mà chúng ta nhìn thấy được trong cái thế giới thực tại này thì nó chỉ hiện lên đúng với trình độ chúng ta đang có thôi. Tức là chúng ta có rất nhiều trình độ. Đức Phật thì nói vạn pháp duy tâm tạo. Vạn pháp tức là vạn sự vạn vật trên thế gian này nè là do chính tâm chúng ta tạo ra. Nghĩa là sao? Để tôi nói một cái câu nó dài hơn thuần Việt để quý vị dễ hiểu, đó là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta nhìn lên đối tượng bên ngoài như thế ấy. Cụ Nguyễn Du thì nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Khi chúng ta ở trong một tâm trạng buồn á, mặc dù cảnh thì vẫn vui, nhưng khi mình buồn thì nó vẫn buồn trong mắt của mình. Nhìn cảnh vẫn thấy buồn, mặc dù người khác nhìn rất là vui. Đó là cái nhìn của riêng mình, chứ không phải là ai cũng nhìn thấy như vậy. Ai cũng nhìn thấy người đó dễ thương, nhưng mà riêng mình thấy người đó rất là thấy ghét. Ai cũng nhìn thấy người đó là kẻ tốt, nhưng mà mình thì nhìn thấy người đó là kẻ xấu. Tâm của mình nó có nhiều cung bậc lắm quý vị. Có khi nó ở cung bậc này, có khi nó ở cung bậc kia. Có khi nó ở cung bậc rất cao, nhưng khi nó rơi xuống rất là thấp. Khi năng lượng mình tràn trề, người mình bình an, thơ thới, nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ, thì mình ở những cái cung bậc cao. Và lúc đó mình nhìn lên đối tượng hay là thế giới, cái cuộc đời này đó, bằng một con mắt khác. Mình nhìn thấy đẹp, thấy lung linh, thấy màu nhiệm, thấy đáng yêu vô cùng. Mà đó còn chưa phải là cái thấy cuối cùng nữa đó. Những bậc thánh, những bậc giác ngộ như là Đức Phật còn đi lên những cái tầng cao hơn nữa để tiếp xúc chính xác về cái thật, cái sự thật về cái thế giới này như thế nào. Có thể Đức Phật thấy thế giới này còn lung linh huyền diệu gấp trăm ngàn lần chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà khi tâm thức chúng ta nó rơi xuống những cái cung bậc thấp, buồn, chán, cô đơn, tuyệt vọng, bực bội, khó chịu, nghi kỵ, sợ hãi, hoang mang, chênh vênh, và nhất là khi chúng ta bị cái vết thương nó chi phối, con quái thú nó bắt đầu nó hoạt động, thì chúng ta nhìn thế giới này là xám xịt, là u ám, là đáng chán, là đáng bỏ đi. Và chúng ta nhìn các đối tượng xung quanh đều là nguy hiểm, đều là có vấn đề, đều là những kẻ đáng loại trừ. Chỉ tiếc là khi chúng ta rơi xuống những cái cung bậc rất thấp như vậy, chúng ta không hề nhận ra. Chúng ta vẫn thường đồng nhất mình với những cái thấy của mình. Mà cái thấy này nó đến từ cái cảm xúc của mình, từ những cái trạng thái tâm lý của mình. Khi mình đồng nhất mình với những cái trạng thái tâm lý đó, với cái cảm xúc đó, thì nó sẽ cho mình một cái thấy. Thấy rằng người đó là kẻ đáng tiêu diệt, kẻ đáng loại trừ. Thế giới này là thế giới của sự nhàm chán, của sự hư ảo, đáng bỏ đi. Và nếu mà mình mắc kẹt vào trong cái cung bậc thấp đó quá lâu đó quý vị, thì sẽ trở thành một hội chứng tâm lý, mà thường đó gọi là trầm cảm. Trầm có nghĩa là rớt xuống, chìm xuống những cảm xúc tiêu cực, và được và bị mắc kẹt ở đó quá lâu, không có kéo lên được, và trở thành một phần của đời sống, mà đó là phần chính của đời sống. Tức là một cái người trầm cảm là thường trực ở trong cái cung bậc thấp như vậy, nhìn lên cuộc đời, nhìn lên các đối tượng bằng một con mắt của riêng mình, và họ tin là cái nhìn của họ là hoàn toàn đúng. Khi mình hành thiền, khi mình ngồi quan sát chính mình, thí dụ như mình quan sát hơi thở, nếu mình quan sát kỹ và đúng cách thì mình sẽ thấy rằng mỗi hơi thở mang một cái phẩm chất khác nhau. Không có hơi thở nào giống với hơi thở nào cả. Còn nếu mà mình quan sát không đúng cách thì mình tưởng nó chỉ là một thôi. Và trạng thái của những cái dòng cảm thọ của mình cũng vậy. Trong cái phút giây này đó, nếu bạn ghi nhận thì là một trạng thái dễ chịu. Nhưng mà phút kế tiếp nó có thể là dễ chịu hơn, hoặc là bớt đi sự dễ chịu, hoặc là rơi xuống khó chịu.
Rồi từ khó chịu nó có thể đi tới cực kỳ khó chịu, chứ nó không bao giờ giữ nguyên một trạng thái hết. Nếu bạn quan sát kỹ thì sẽ thấy cái sự vô thường của nó liên tục thay đổi, liên tục thay đổi. Cái thấy của chúng ta về một đối tượng cũng vậy. Lúc thấy như thế này mà lúc thấy như thế khác. Và cái thấy này thường dựa trên những cái cảm xúc của mình. Cảm xúc tích cực thì thấy tích cực, cảm xúc tiêu cực thì thấy tiêu cực. Nhưng mà mình không bao giờ hoặc là ít khi nào mình nghi ngờ vào cái thấy của mình. Mình đặt câu hỏi liệu cái thấy này là cái thấy đúng đắn nhất chưa? Và cái thấy này nó đang đứng trên cái nền tảng nào? Đứng trên một cái tâm bình yên hay là một cái tâm bất an? Đứng trên một cái tâm thoải mái, thư giãn, vui vẻ, hoan hỷ? Hay là đứng trên một cái tâm cực kỳ căng thẳng, đầy biến động ở bên trong? Mà nếu chúng ta đưa ra một cái nhận xét, một cái đánh giá, xác lập một cái thấy của mình đó, đứng trên một cái tâm bất an thì nguy hiểm vô cùng. Chúng ta có thể đưa tới những nhận xét sai lầm, những cái hiểu sai lầm, rồi đưa tới những cái phản ứng, những thái độ ứng xử, xử lý một cách sai lầm và gây ra bao nhiêu cái điều sai lầm, tội lỗi. Cho nên tôi vẫn thường hay nhắc quý vị là mình chỉ nên tin tâm của mình khi mình đang ở trong trạng thái bình an. Lúc đó cái thấy của mình tạm gọi là nó tương đối chính xác thôi. Chứ còn nếu mình tu luyện nữa, mình có thêm trí tuệ, mình giác ngộ thì cái thấy mình nó còn khác nữa. Nhưng ít nhất cái the best, cái tốt nhất mà mình có thể có được trong cái trí tuệ hạn hẹp của mình có thể dùng được là khi cái tâm mình nó đang ở mức độ bình an nhất. Mà muốn bình an thì cần phải luyện tập, cần phải hành thiền nhiều vào. Cho nên có thể nói là mình chỉ nên tin tâm của mình khi mà mình đã được trở về với chính mình, đã được an trú trong chính mình, đã trở về bài thực tập của mình, đã chế tác ra được năng lượng bình an, thì lúc đó mình có thể tạm thời nương tựa vào hay là tin vào cái thấy của mình. Còn những cái lúc mà tâm tư mình nó lạc lõng, nó chơi vơi, nó căng thẳng, mệt mỏi, kiệt sức, hoặc nó đang bị con quái thú nó quay về và nó tấn công, thì đừng tin. Tất cả những gì nó thấy đều không chính xác, và thậm chí rất là sai lầm. Khi chúng ta học về Vipassana, học quay vào bên trong, chúng ta cần nắm bắt một số cái kỹ thuật hành thiền để đối diện với phiền não của mình. Thứ nhất là khi mình nhìn vào trong tâm của mình, mình thấy cái gì thì mình ghi nhận cái đó. Nhưng mà mình phải nhớ một câu rằng là mình chỉ thấy trong giây phút này là như vậy thôi. Trong giây phút này tôi không nhìn thấy gì cả. Trong giây phút này tôi nhìn thấy những áng mây mờ trong tâm thức tôi. Trong tâm thức này, trong giây phút này tôi nhìn thấy chút lo lắng, chút sợ hãi, chút bồn chồn, chút căng thẳng. Và cứ ghi nhận như vậy, đừng bỏ thêm vào bất cứ một thái độ nào. Học cách ngồi yên để quan sát, không nhúng mũi vào can thiệp. Đó là nguyên tắc rất là quan trọng. Đức Phật nói muốn chuyển hóa được phiền não đó thì phải để nó hiện ra tự nhiên. Còn nếu mà mình nhúng mũi vào, thò tay vào can thiệp thì sẽ không bao giờ chuyển hóa được nó. Đó là nguyên tắc rất là quan trọng. Nhưng mà thường mỗi khi mình phát hiện ra mình đang không có dễ thương á, mình phát hiện ra mình đang có phiền não, mình đang có cơn giận, mình đang có một năng lượng tiêu cực, thì mình hay bực chính bản thân mình lắm.
mình trách móc, mình giận hờn, mình xem thường bản thân của mình. Cái đó gọi là bỏ thêm thái độ vào. Và thậm chí là trong khi mình hành thiền mà mình quan sát thấy những cái bóng tối nhỏ nhoi trong lòng của mình, là mình cũng không được nhận xét, không được đánh giá, không được dán lên bất cứ một cái nhãn hiệu nào mình là một cái kẻ gì đó. Không được. Nhưng mà nếu lỡ có nhận xét thì sao? Nếu lỡ đánh giá rồi thì thôi. Nhưng mà phải ghi nhận là mình mới vừa nhận xét, vừa đánh giá chính mình. Tức là hành thiền Vipassana là chúng ta học cách bớt phản ứng lên đối tượng. Tại vì có những cái tình huống, có những cái hiện tượng nó đến rồi nó đi à. Nó không làm gì về mình cả. Đừng có mất năng lượng trong cái việc phản ứng đó. Đừng có giật mình, đừng có hoảng sợ, đừng có phản ứng lúng túng hết. Nó đến rồi nó sẽ đi. Bình tĩnh, lùi lại quan sát. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có những cái điều bất như ý, có những cái điều tiêu cực nó ập tới đó, cái sự ảnh hưởng của nó rất là nhỏ, trong khi cái sức chịu đựng của chúng ta thì rất là lớn. Thì Đức Phật khuyến khích chúng ta là nên học cách chấp nhận nó để tăng cường thêm cái sức chịu đựng. Thay vì chúng ta tránh né hay là chúng ta phản ứng lung tung. Trong quá trình hành thiền đó, mình muốn loại trừ hay là muốn dập tắt một cái vọng động, một cơn phiền não đó, thì đó là một cái thái độ sai lầm. Muốn một cái phiền não, một cái vọng động nó tàn hoại, nó biến đi, nó không quan trọng bằng việc các bạn học hỏi, thẩm nghiệm, thấu hiểu được chính cái phiền não đó. Mà muốn học hỏi, thẩm nghiệm nó thì phải để nó ở lại, phải đương đầu với nó, phải ngắm nhìn nó, phải đồng hành cùng với nó. Và thậm chí là loại trừ hay là mong muốn phiền não tan biến đi là một thái độ sai. Mà thái độ sai thì không bao giờ có được kết quả đúng đắn trong việc hành thiền cả. Vậy thì trong quá trình hành thiền là mình bắt đầu xây dựng lại một cái thói quen. Đó là lùi lại quan sát mà không phản ứng, không bỏ thêm thái độ vào. Khi mình tiếp xúc với bất cứ phiền não nào, cái điều quan trọng của người hành thiền đó là có nhận ra được không? Có kịp thời nhận ra không? Và khi nhận ra rồi, có đủ kiên trì để ngồi quan sát nó không? Mà khi quan sát rồi là có quan sát với một thái độ đúng đắn hay không? Quan sát một phiền não thôi là chưa đủ, mà phải quan sát với một thái độ đúng đắn nữa mới đủ. Quan sát với một thái độ đúng đắn là gì? Như đã nói, đó là không bỏ thêm thái độ vào, không đánh giá, không nhận xét, không dán nhãn hiệu, để mọi thứ nó diễn ra như nó đang là. Tuệ giác á, nó chỉ đến khi mà mình để mọi thứ nó diễn ra tự nhiên. Khi mình quan sát được phiền não mà mình không bỏ thêm bất cứ một cái thái độ nào, một phản ứng nào, thì tuệ giác nó mới sinh khởi được. Và cái quá trình mà mình quay về học hỏi để thẩm nghiệm bản thân của mình, nó cho mình nhiều cái cảm giác rất là thú vị. Giống như là mình xem một cái cuốn phim hành động, mà thậm chí là một cái cuốn phim kinh dị, là bất ngờ nhận ra trong con người của mình có quá nhiều thứ tệ lậu, có quá nhiều bóng tối. Nhưng mà đừng có sợ hãi, tại vì ngoài những cái thứ đó, nó còn những cái giá trị tuyệt vời khác, nó nằm tầng tầng lớp lớp ở bên trong, mà Đức Phật gọi là báo vật. Tức là mình có một cái compassion, một cái tình thương không có điều kiện. Mình có những cái insight, những cái tuệ giác, những cái thấy xuyên thấu hết bản chất của mọi đối tượng. Mình có được cái freedom, mình có được cái sự tự do tuyệt đối. Mình có một cái true happiness, một cái hạnh phúc chân thật. Hay là mình có một cái bình an chân thật. Tất cả đều nằm tầng tầng lớp lớp ở bên trong.
Và đó là những cái thứ mà con người không thể tìm kiếm ở bên ngoài được. Và để có được những thứ đó thì bạn phải chấp nhận cái chuyện là đương đầu với phiền não, không được bỏ chạy. Nếu chúng ta cứ tiếp tục bỏ chạy, chúng ta vẫn cứ tiếp tục quay về những cái đề mục thân yêu của mình, lúc nào cũng thở vào, thở ra, lúc nào cũng phòng xẹp hết, thì mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được những giới hạn của mình. Chúng ta hành thiền chỉ đạt được trạng thái định tâm sơ sơ, có sự thư giãn, có sự an trú sơ sơ vậy thôi, chứ không có bứng được những cái gốc rễ của phiền não. Muốn bứng được gốc rễ phiền não, muốn chữa lành những cái vết thương trong tâm hồn, thì con đường duy nhất đó là trực diện với phiền não. Mà muốn trực diện với phiền não thì phải chuẩn bị sẵn một cái tinh thần, chuẩn bị sẵn những chất liệu. Nói đúng hơn là cần chuẩn bị một thái độ đúng đắn để đối diện với những phiền não, những con quái thú của mình. Ở đây chúng ta có thể chuẩn bị về việc có một cái định lực kha khá, tức là siêng năng ngồi thiền để phát triển định lực. Chúng ta cần chuẩn bị thêm đó là sẵn sàng chấp nhận hết mọi kinh nghiệm đi ngang qua trong lúc mình hành thiền. Bất cứ mình thấy được những năng lượng tích cực hay là tiêu cực thì mình đều chấp nhận hết. Lúc tâm mình nó có phiền não thì mình cũng chấp nhận. Tâm mình nó không có phiền não thì mình cũng chấp nhận. Khi tâm không có phiền não thì ghi nhận là tâm không có phiền não và cứ ngồi yên chờ đó. Còn khi tâm có phiền não thì ghi nhận là tâm có phiền não mà đừng có xua đuổi, đừng có nhảy dựng lên, đừng có phản ứng lung tung hết. Ghi nhận tâm mình đang có phiền não, đang có vận động, vẫn là đang hành thiện nha quý vị. Trừ phi là không còn ghi nhận, không còn quan sát được nữa, bị cuốn chìm vào những cái vọng động đó thì mới hết hành thiện thôi. Còn lùi lại để thấy những cái vọng động, những cái con quái thú đó, nghĩa là mình vẫn đang hành thiện. Chứ quý vị đừng có hiểu lầm rằng là mình hành thiện là phải không có những cái đó, không có những con quái thú đó thì mới gọi là đang hành thiện. Ở đây chúng ta dám làm một cái chuyện động trời, đó là quay vào chính mình để mổ xẻ con người của mình, cắt ra từng lát một để xét lại, để thẩm nghiệm lại cái đó là cái gì, cái đó nó có chứa phiền não hay không, cái đó nó ảnh hưởng lên phẩm chất đời sống của mình như thế nào. Và thậm chí chúng ta còn dám làm một cái chuyện có thể gọi là điên rồ, đó đi sâu vào hang ổ của bản ngã để thăm viếng cái sự ngạo mạn, cái sự điên cuồng, cái sự tự hào, cái sự hãnh diện, cái sự coi thiên hạ này chẳng ra gì của mình, và dám đi vào cái vết thương sâu thẳm của tâm hồn để thấy nó hoạt động như thế nào, để thấy từng cơn cảm xúc tiêu cực nó đến và nó đi như thế nào. Vậy cho nên những cái thất bại ban đầu, những cái chán nản ban đầu, những cái bất ngờ ban đầu khi mà mình đối diện với phiền não là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Tại vì chúng ta làm một cái chuyện rất là động trời, ít ai muốn làm. Xã hội này người ta chỉ muốn chinh phục người khác, chỉ muốn thể hiện, chỉ muốn chứng tỏ, chỉ muốn tìm những cái niềm vui khuây khỏa bên ngoài. Trong khi các bạn là những thiền sinh, mà có thể gọi là những spiritual warrior, những chiến binh của tâm hồn. Tức là quay về để mặt đối mặt với những giới hạn, với những bóng tối, những yếu kém bên trong của mình, thì đó là cái bước bắt đầu bước lên con đường của sự chiến thắng, của một kẻ bắt đầu nắm lấy chủ quyền của đời sống của mình, một kẻ muốn nắm lấy cái sự tự do trong cuộc đời của mình. Sự tự do, sự giải thoát trong đạo Phật có nghĩa là chiến thắng được phiền não, vượt thoát được những con quái thú bên trong, thậm chí là tiêu diệt được, hay là bắt nhốt nó được, quản lý được nó, thì gọi là tự do, thì gọi là giải thoát. Giải thoát không phải là đi rời khỏi cái thế giới này, tại vì rời khỏi thế giới này mà đi về cái thế giới nào thì cũng mang con quái thú đó theo thôi. Tham sân si sẽ bắt kịp bạn bất cứ lúc nào, đừng hòng mà bỏ chạy. Bạn phải ở lại, phải đối diện với nó bằng một
tinh thần thép bằng một dũng lực phi thường. Và tinh thần thép đó, dũng lực phi thường đó, bạn có được trong quá trình mài dũa, công phu tu tập. Và đến một lúc nào đó, bạn đủ công phu, đủ nội lực, đủ bản lĩnh để đối đầu với bản ngã ghê gớm của bạn, với con quái thú ở trong lòng của bạn. Và khi bạn hạ knock out nó, bạn bắt được nó, xiềng xích nó lại, nhốt nó vào trong những chiếc lồng sắt, thì giây phút đó là giây phút của hạnh phúc, của sự tự do. Và bạn sẽ thấy không có cái hạnh phúc, cái tự do nào lớn bằng khi mình vượt thoát ra những giới hạn, những yếu kém của bản thân mình. Và một tin vui rằng khi bạn bắt nhốt được những con quái thú đó, bạn khống chế được nó, thì hàng loạt những năng lượng tích cực sẽ tuôn chảy. Những năng lượng tích cực nó đang bị ức chế, bị dồn nén, bị cô lập hóa bởi những con quái thú đó. Mà khi những con quái thú đó đã bị xiềng xích, đã bị khống chế rồi, thì bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp trong người của bạn bắt đầu trỗi dậy. Bạn dễ thương hơn, bạn chân thành hơn, bạn mềm mỏng hơn, bạn ngọt ngào hơn, bạn từ tốn, bạn bao dung, bạn độ lượng, bạn có tầm nhìn vượt tầm hơn. Cho nên ở đây không phải là trách nhiệm của mỗi thiền sinh nữa, mà trách nhiệm của mỗi con người. Nếu chúng ta muốn có tự do đích thực, muốn có một cái hạnh phúc đích thực, muốn có bình an đích thực, thì không gì khác hơn đó là quay trở vào bên trong để học hỏi, để thẩm nghiệm, để vượt qua, để chiến thắng những con quái thú của mình. Và rồi khi chúng ta vượt thắng được phần nào những cái năng lượng tiêu cực bóng tối bên trong, thì cái thấy của chúng ta nó bắt đầu được điều chỉnh trở lại. Cái thấy về chính mình, về thân phận của mình là cái thấy đặc biệt nhất. Bạn thấy bạn không phải như những gì bạn nghĩ trước đây. Trước đây bạn có thể bạn nghĩ bạn là một người có một số tài năng này, tài năng kia, một số khả năng đặc biệt này, đặc biệt nọ. Hoặc là có những lúc bạn rất là coi thường bản thân mình, thế mình không có giá trị gì trong cuộc đời này hết. Khi mình thất bại, khi mình bị những con quái thú bên trong nó quấn tơi tả. Nhưng mà khi mà bạn đã hàng phục được phần nào phiền não, hay là bắt nhốt được những con quái thú đó rồi, thì bạn có một niềm tự tin mãnh liệt vào bản thân của mình, rằng bạn có đủ điều kiện, đủ tố chất để trở thành một người hạnh phúc nhất trên đời này, một người tự do nhất trên đời này. Đó là cái thấy mà bạn cần có. Cho nên ngay giây phút này bạn có chán bản thân mình, bạn có trách móc bản thân mình, thì bạn đừng có tin rằng cái thấy đó là đúng. Khi bạn chưa có nỗ lực công phu, khi bạn chưa có bắt nhốt được những con quái thú, khi bạn chưa có hàng phục được phiền não, thì đừng có tin vào cái thấy đó. Mà dù người khác có dán nhãn hiệu lên bạn rằng bạn là kẻ bất tài, bạn là kẻ vô dụng, bạn là kẻ xấu xa, hay là bạn là một con bệnh, thì bạn cũng đừng tin vào điều đó. Đó chỉ là hiện tượng nhất thời, chỉ là một giai đoạn. Bạn không thoát khỏi những con quái thú của mình. Hơn ai hết, bạn phải tin rằng ngoài những con quái thú đó ra, bạn còn một kho tàng tâm linh vĩ đại ở bên trong, giá trị của tâm hồn. Và Đức Phật đã từng khẳng định rằng tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật hết. Nói thành Phật thì xa xôi, nói thánh cho nó gần hơn chút. Còn nếu nói gần hơn là ai cũng là con người tốt, ai là cũng là những người có đủ khả năng để trở thành cái tự do, cái hạnh phúc, có tình thương lớn, có trí tuệ lớn trong cuộc đời này. Nếu mà mình cần có một người để tin đó, thì mình hãy chọn một bậc thánh nào đó, một bậc giác ngộ nào đó. Nếu mình tin vào Đức Phật, thì hãy tin vào những cái chia sẻ đó. Và chúng ta bắt đầu
kiểm chứng cái niềm tin đó bằng cách quay vào bên trong của mình, thế giới bên trong của mình. Tại vì trong quá trình hành thiền, rõ ràng là mình không chỉ thấy những con quái thú hay là tiếp xúc những năng lượng tiêu cực, mà mình còn thấy có những cái giá trị khác. Mình trải nghiệm được những trạng thái vô cùng bình an, vô cùng hỷ lạc, vô cùng thoải mái, vô cùng tự do. Mặc dù những khoảnh khắc nó rất là ít, nhưng mà nó có thật sự ở bên trong của mình. Và khi mà mình trải nghiệm, mình đã trực tiếp để tiếp xúc rồi, thì mình không thể nào tin rằng mình là một kẻ chỉ là trầm cảm, chỉ là vết thương trong tâm hồn, chỉ là những cố tật, chỉ là những giới hạn yếu kém. Mình là một tổng thể tuyệt vời. Ước ao là mỗi khi chúng ta bị chìm khuất ở trong cái bóng tối của những con quái thú, của phiền não, chúng ta vẫn nhớ mình vốn là một người rộng lớn hơn những gì mình đang có. Mình vốn là một người vững chãi, bình an và hạnh phúc. Mình vốn là một con người rất là tử tế. Còn nếu mà mình không thể tự nhớ ra được, thì hãy nhờ một người nào đó, một thiện hữu tri thức, một người bạn lành, hãy gọi tên của mình. Nói như Trịnh Công Sơn là xin người hãy gọi tên. Mặc dù tôi biết rằng cái cuộc phiêu lưu mạo hiểm đi về hướng xây dựng tình cảm, nó sẽ làm tôi bị chìm khuất, nhưng mà tôi sẽ cố gắng lội ngược dòng, tách ra khỏi nó. Nhưng mà nếu tôi lội không nổi, tôi vẫn lao đầu vào nó, thì những người bạn của tôi ơi, những người bạn lành, xin hãy gọi tên tôi, để cho tôi được đánh thức, được trở về. Hãy gọi đúng tên tôi. Hãy gọi đúng tên tôi giữa cuồng điên mộng tưởng. Dù chưa biết ra sao, vẫn quay đầu tìm hướng. Đó là bốn câu tôi viết trong chương cảm xúc của cuốn Hiểu Về Trái Tim. Ước ao gì chúng ta có những người bạn lành ở bên cạnh, để họ đánh thức những giá trị còn lại tốt đẹp của mình, nhắc cho mình nhớ mình đã từng là những con người tuyệt vời như thế nào. Mà nếu hay hơn, có một vị thầy, một người bạn lành và trí thức nào đó đánh thức cho mình những khả năng mà mình còn chưa từng biết tới ở bên trong con người của mình, để mình đừng có đồng nhất mình với một cơn cảm xúc nhất thời, mình với những yếu kém nhất thời. Đó là điều hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng mà nếu mình không có may mắn để có được những người bạn, những người thầy như vậy, thì Đức Phật nói tốt nhất thì mình nên mời cái vị thầy bên trong của mình bước ra để sống chung với mình. Người đó không phải là minh niệm, mà người đó là chánh niệm. Bạn có thể mời người thầy chánh niệm bước ra. Thường trực sống trong chánh niệm, thì chánh niệm nó sẽ nhắc cho bạn nhớ bạn là ai. Bạn không chỉ là những cái bạn đang đồng nhất, bạn không chỉ là những cái mà bạn đang thấy, bạn còn có thể thấy được nhiều hơn, thấy sâu hơn, thấy chính xác hơn, thấy chân thật hơn. Chúng ta tạm thời dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.